Ba biểu hiện của kẻ lươn lẹo, giả tạo cần phải đề phòng. 1. Không thích tỏ thái độ rõ ràng, gió chiều nào che chiều ấy. Một người thẳng thắn, giản đơn thường dễ dàng thể hiện tâm tư, suy nghĩ của mình cho mọi người xung quanh thấy. Khi được hỏi ý kiến, họ luôn nhiệt tình chỉ rõ lập trường, thái độ của bản thân, mong muốn đạt được sự tán đồng và thấu hiểu của người khác. Ngược lại, kẻ giả tạo, xảo trá lại có thói quen che giấu ý tưởng thật sự trong lòng. Trong giao tiếp trò chuyện, đặc điểm này càng được thể hiện rõ. Thay vì trực tiếp trả lời, họ lại thích dò hỏi ý kiến của người khác. Sau đó họ có thể gió chiều nào che chiều ấy, tỏ ra mình là người thâm sâu khó dò, cái gì cũng biết. 2. Nịnh nọt quá nhiều. Một lời khen chỉ có giá trị khi được nói ra với tấm lòng chân thành. Với kẻ giả tạo, lời khen chỉ để thỏa mãn hư vinh của người nghe. Nhờ đó họ có thể xâm nhập được vào một vòng quan hệ, lợi dụng nó theo cách mình muốn. Những người bản chất càng xảo trá thì càng muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiết, không bao giờ tỏ ra chán ghét một ai. Đây chính là điểm khác biệt, bởi lẽ người bình thường ở đời đều có đủ hỉ nộ ái ố, cũng có người mình thích và người không ưa, yêu ghét rõ ràng phân minh. 3. Khẩu thị tâm phi, lời nói và suy nghĩ chưa chắc đã nhất quán. Có một sự thật là con người ta càng sợ cái gì càng muốn thể hiện cái đó. Đây cũng là cách nói chuyện của những kẻ giả tạo. Dùng lời nói che đi mục đích thực sự, cố gắng đạt đến hiệu quả mình mong muốn. Nói thật nhé, chính là một cách nói cực kỳ khẩu thị tâm phi. Bởi lẽ, họ dùng một cụm từ để gia tăng độ đáng tin cậy của bản thân. Còn suy nghĩ bên trong, họ có thực sự nhất quán với lời nói không? Bản chất những gì họ nói ra là thật hay giả thì khó mà phán đoán. Người thích rào trước đón sau ít nhiều luôn tạo cảm giác không thành thật cho người đối diện. Sống ở đời không dễ gì để nhìn thấu hết các mặt của một con người. Đoán biết được ai đang giả tạo hay không cũng chẳng dễ dàng. Nhưng xin nhớ rằng, giả dối, lươn lẹo chỉ có thể đem tới những mối quan hệ nhạt nhẽo vô giá trị. Hãy cứ tự tin là chính mình khi đối diện với mọi người xung quanh.